Chào mừng các bạn đã đến với tin nóng bóng đá trên kênh Bình luận viên Anh Quân News ngày 20 tháng 4. Đây là bản tin sẽ giúp mình cùng các bạn có được cái nhìn toàn cảnh và khách quan nhất về những câu chuyện nóng hổi của bóng đá thế giới qua phân tích của những tờ báo hàng đầu. Bắt đầu ngay thôi nhé. Đã không có bất ngờ nào trong trận đấu lượt về giữa Bayern Munich và Man City tại thánh địa Allianz Arena của nhà đương kim vô địch nước Đức. Dù đã rất nỗ lực nhưng dường như Thomas Tuchel cùng các học trò có lẽ cũng phần nào hiểu được rằng đánh bại được Man City ở thời điểm hiện tại chắc chắn không phải một việc dễ dàng. Để rồi theo Sport Bible thì trung vệ Dayot Upamecano của Bayern Munich một lần nữa lại trở thành tâm điểm của chỉ trích sau những màn trình diễn đáng quên ở trận đấu rạng sáng này trước những ngôi sao thượng thẳng của Man City. Dù đã bảo toàn thành công mảnh lưới của đội chủ nhà trong hiệp 1, nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc bất cẩn, cú trượt chân của trung vệ người Pháp đã mở ra cơ hội không thể tốt hơn để mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng này của Haaland dường như đã chấm dứt mọi hy vọng của Hùng Xám khi mà tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận đã được nâng lên thành 4-0. Thậm chí trước màn trình diễn thảm họa của Upamecano thì người hâm mộ đã phát hiện ra một bình luận viên Ả Rập đã gọi trung vệ Bayern Munich bằng cái tên Upamagai như để ví von cho màn trình diễn tồi tệ của cầu thủ này. Bên cạnh đó thì chắc chắn mạng xã hội cũng không thiếu những đánh giá, nhận định về màn trình diễn đáng quên trong sự nghiệp của trung vệ này trước những nhà đương kim vô địch của Premier League. Upamecano đã cảm thấy sợ hãi khi thấy Haaland chạy bên cạnh cậu ấy. Nếu bạn không chơi bóng thì chắc bạn sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác đó. Upamecano có lẽ sẽ còn nghe thấy tiếng những bước chân của Haaland trong những cơn ác mộng của mình trong những ngày tới. Dù đã chính thức cùng với Man City có được tấm vé tiến vào vòng bán kết Champions League mùa giải năm nay, nhưng Erling Haaland rạng sáng nay đã bỏ lỡ một cơ hội để gia tăng thành tích ghi bàn cá nhân của bản thân ở mùa giải năm nay khi thực hiện thất bại cú sút trên chấm 11m. Gần như ngay lập tức thì rất nhiều người hâm mộ đã có những phản ứng bất ngờ trên mạng xã hội và cho rằng Erling Haaland đã sút trượt cú sút đó vì nghĩ rằng đó không phải một quyết định chính xác từ phía trọng tài. Một cộng viên thẳng thắn nhận định những gì tôi nghĩ khi Haaland thực hiện thất bại cú sút đó là bởi cậu ấy nghĩ rằng đó không phải là một quyết định chính xác. Một tình huống chơi đẹp của Haaland đó là tình huống thực hiện không thành công pha đá 11m bởi cậu ấy nghĩ điều đó sẽ thật không công bằng với Bayern. Cụ thể ở pha bóng đó thì Upamecano một lần nữa lại trở thành tâm điểm khi để bóng chạm tay sau cú sút của Ilkay Gundogan. Tuy nhiên đó không phải một tình huống cố tình dùng tay chơi bóng của trung vệ người Pháp và đó chính là lý do mà người hâm mộ đưa ra để lý giải cho việc tại sao chân sút người Na Uy lại thực hiện không thành công pha dứt điểm trên chấm 11m đó. Chính một cựu danh thủ là Rio Ferdinand cũng đã đưa ra những nhận định của riêng mình về quyết định của trọng tài Clement Tupane. Trong trận đấu rạng sáng nay tại Allianz Arena, tôi không thích cách làm việc của trọng tài ngày hôm nay. Ông ấy muốn thu hút sự chú ý của người hâm mộ vào mình hơn là sự tập trung dành cho trận đấu. Theo những thông tin cập nhật mới nhất từ The Sun thì hậu trường của câu lạc bộ Chelsea nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những biến động lớn trong thời gian tới. Cụ thể, đang có những thông tin cho rằng quỹ lương của đội bóng sẽ bị cắt giảm đi khoảng 30% để có thể bù đắp cho việc đội bóng không thể tham dự Champions League ở mùa giải năm sau. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin của The Sun thì việc cắt giảm này sẽ chỉ áp dụng cho những bản hợp đồng mới của Chelsea và cả những cái tên vừa mới gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge trong thời gian gần đây. Ví dụ như Rich James, người vừa mới gia hạn với The Blue hồi tháng 9 vừa qua cùng mức lương 200.000 bảng một tuần, có thể bị cắt giảm đi 60.000 bảng kể từ đầu mùa giải năm sau. Hay mới đây nhất là Ben Chilwell, người cũng mới chỉ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Chelsea vào tuần trước, nhiều khả năng cũng sẽ phải chịu cắt giảm khoảng 1/3 lương của mình vì thất bại của toàn đội ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Tuy nhiên, một số những cái tên ký hợp đồng với đội bóng từ kỷ nguyên Roman Abramovich sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định mới đây của ông chủ người Mỹ. Cụ thể, những cái tên như Havertz, Kovacic, Mason Mount, Edouard Mendy, Kepa, Pulisic hay Ziyech đều sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều sau thất bại của The Blue tại đấu trường Champions League mùa này. Tất nhiên, đây có thể được xem là động thái có thể tạo ra mâu thuẫn lớn trong phòng thay đồ của đội bóng London trong thời gian tới. Một nguồn tin mật cho biết bạn có thể phần nào tưởng tượng được ra chuyện này sẽ tạo ra tác động thế nào với đội bóng. Một số cầu thủ vẫn sẽ đảm bảo được nguồn tiền ổn định của mình, trong khi những cái tên thi đấu bên cạnh họ lại không thể làm được điều đó. Đó không phải một động thái khôn ngoan để quản lý một phòng thay đồ vốn đã có quá nhiều những biến động về kết quả trận đấu cũng như về mặt nhân sự. Hãy nhìn vào khuôn mặt của một số cầu thủ Chelsea ở trận đấu vừa qua và bạn có thể hiểu được rằng họ đã tức giận đến nhường nào. Sẽ chẳng ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của David De Gea trong đội hình của Manchester United trong suốt những năm qua. Do đó, một bản hợp đồng mới cũng là điều cực kỳ cần thiết dành cho Quỷ Đỏ để có thể khẳng định được vị thế của thủ thành người Tây Ban Nha ở sân Old Trafford. Chính vị chiến lược gia người Hà Lan cũng đã khẳng định rằng quá trình đàm phán gia hạn với De Gea đang đi tới những khâu cuối cùng. Theo The Sun thì Ten Hag mới đây cũng đã không ngại dành những lời có cánh cho ngôi sao xứ sở bò tót. David thực sự là một cái tên đa năng và là một thủ môn toàn diện.
Chúng tôi vui vì có cậu ấy bên cạnh. Mỗi cá nhân đều có một phong cách cho riêng mình và ngày nay thì điều đó ngày càng trở nên quan trọng, nhất là ở đẳng cấp hàng đầu. Tuy nhiên, cũng theo như những cập nhật từ xứ sở sương mù, thì nhiều khả năng mức lương mới của David De Gea sẽ bị cắt giảm từ 375.000 bảng một tuần về thành 200.000 bảng một tuần. Đó là nguyện vọng mà Man United mong muốn có được trên bàn đàm phán, nhưng lại không phải là điều có thể dễ thỏa thuận với một công thần như David De Gea. Ở thời điểm hiện tại thì chính ngôi sao của xứ sở bỏ tót chứ không phải ai khác là người đang đứng đầu danh sách găng tay vàng của Premier League với 14 lần giữ sạch lưới tại mùa giải năm nay. Với việc cả Inter Milan lẫn AC Milan đều đã tận dụng lợi thế của mình thành công sau trận đấu lượt đi thì Champions League mùa giải năm nay sẽ chính thức có cho mình một trận derby Milan ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Đây chắc chắn là giấc mơ mà cổ động viên hai đội bóng thành Milan nói riêng và người hâm mộ Serie A nói chung mong muốn có được mùa này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Simone Inzaghi đã không che giấu nổi sự phấn khích sau khi giúp đội bóng của mình vượt qua Benfica để có mặt ở bán kết. Chúng tôi đã khởi đầu một bảng đấu khó khăn, tôi vui vì các chàng trai của mình. Những chỉ trích không phải vấn đề quá lớn bởi tôi biết chúng đến từ đầu và đôi khi cũng là những lời khuyên hữu ích. Trước niềm vui ở đấu trường châu Âu, Inzaghi chia sẻ thêm, đây thực sự là một niềm hạnh phúc. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt trước một đội bóng không hề dễ chịu. Toàn đội luôn nỗ lực hàng ngày để có thêm kinh nghiệm cho những trận đấu như buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau khi Manchester City cùng Pep Guardiola có được chiến thắng chung cuộc trước Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions League, thì tờ Sport đã đăng tải bài viết với dòng title Guardiola hãy cẩn thận với Madrid. Còn nhớ mùa giải năm ngoái, chính Real Madrid của Carlo Ancelotti chứ không phải ai khác đã khiến cho Man City phải ôm hận ở loạt trận bán kết dù đã dẫn trước đại diện của La Liga sau trận đấu lượt đi. Bản lĩnh cùng với kinh nghiệm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, theo Marca mô tả là vẫn là một lợi thế rất lớn mỗi khi đối đầu với một cái tên giàu tham vọng nhưng thiếu đi bản lĩnh là Man City. Ký ức của Pep Guardiola mỗi khi đối đầu với Real Madrid không phải lúc nào cũng có thể mang tới cho ông niềm vui. Mùa giải 2013-2014, Los Blancos đã loại Bayern Munich khỏi cuộc chơi vòng bán kết để có thể thiết lập nên kỷ lục 10 chức vô địch Champions League trong lịch sử. Người ngồi trên băng ghế chỉ đạo của khung xám khi đó không ai khác ngoài Pep. Tính tới thời điểm hiện tại, Real Madrid đã có mặt tại bán kết của Champions League tới 32 lần trong tổng số 68 lần có mặt tại sân chơi danh giá nhất của châu lục. Những con số mà chắc chắn Man City khó thể so bì vào lúc này. Họ cũng đã giành được 17 chiến thắng trong số những trận đấu đó để tiến vào chung kết và có được 14 lần lên ngôi trong lịch sử. Đó chắc chắn sẽ là những yếu tố khiến cho Pep lẫn người hâm mộ phải thực sự cẩn trọng khi đối mặt với Los Blancos ở bán kết mùa giải năm nay. Chúng ta vừa đi qua những thông tin nóng hổi và hấp dẫn nhất của làng túc cầu sau một đêm đầy sôi động của Champions League thông qua góc nhìn của những tờ báo hàng đầu. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ bình luận viên Anh Quân News và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.